5 giờ chiều tại đây, và tôi đang giới thiệu các bạn một địa điểm nổi tiếng thế giới của thành phố New York. Đấy chính là quảng trường thời đại. Chúng ta đều biết quảng trường thời đại nổi tiếng với những lễ đón chào năm mới và quả cầu pha lê. Và ngày hôm nay đoàn chúng tôi đang ở đây quảng trường thời đại. Các bạn thấy đây là một nơi vô cùng đông đúc và cực kỳ náo nhiệt. Có những sự kiện thường xuyên diễn ra. Hôm nay là một ngày hội của lễ nổi tiếng đâu. Và chúng ta đến ở đây có thấy là không khí quanh quảng trường này là đúng tất cả các bạn biển hiệu quảng cáo và đường nét. Và kia phía trước của chúng ta, phía kia chính là cái màn hình LED tòa nhà nổi tiếng nhất đây, nơi mà diễn ra cái lễ thả quả cầu pha lê đếm được hàng năm khi mà đêm giao thừa của ngày dương lịch, ngày Tết dương lịch. Các bạn thấy là phía trước chính là quả cầu, chính là cái nơi mà có những ngày lễ cao quả cầu pha lê hạ xuống, và xung quanh là cả một cái không khí vô cùng náo nhiệt, một cái âm thanh nhạc, người xe, người du lịch và các thương hiệu Nhật Bản vô cùng tuyệt vời. Đây các bạn thấy không ạ, từ những tòa nhà cao trên trời xung quanh chúng ta. Và đây hội tụ các thương hiệu vô cùng lớn và nổi tiếng thế giới, nước Mỹ có nơi của nhiều đối tác. Và đây chính là một địa điểm vô cùng ấn tượng của khách du lịch. Và tôi tin rằng là ai trong chúng ta cũng mong muốn là có một lần một cái này được đến đây để trải nghiệm cái không khí náo nhiệt tại Times Square của New York này. Các bạn hãy dành cho mình khoảng thời gian và tâm huyết để có thể tới được thăm nước Mỹ. Văn hóa khác nhau thế giới đều có ở đây, thành phố New York náo nhiệt nhất thế giới, và chúng ta có thể thấy rất là thật là tuyệt vời khi được chứng kiến cái không khí náo nhiệt tại một cái địa điểm vô cùng nổi tiếng, có thể nói là một trong những địa điểm mang rất là linh hồn của nước Mỹ vào dịp năm mới. Đặc biệt vào năm mới thì cũng có một cái nào thế giới có thể nổi tiếng bằng lễ hạ quả cầu pha lê ở quảng trường thời đại. Báo này chúng tôi đang đứng ở đây, đây là lần sau nhiều lần mình quay lại những nước Mỹ thì chúng tôi đã chứng kiến một cái lễ hội và một cái không khí náo nhiệt như thế này, và mong các bạn cũng sẽ có được khoảng thời gian của mình để trải nghiệm nước Mỹ, trải nghiệm nền văn hóa đa chủng tộc của nước Mỹ và trải nghiệm những địa danh nổi tiếng thế giới của nước Mỹ, trong đó có quảng trường thời đại Times Square. Từ quảng trường thời đại ở đây mà đã nhiều nơi trên thế giới đã đặt tên cho các địa điểm họ Times Square. Ở Việt Nam chúng ta cũng có Times Square ở tại Hồ Chí Minh này, Hồng Kông có Times Square này, Nhật Bản cũng có Times Square này, và đó là những địa danh mà đều bắt nguồn cũng được truyền cảm hứng từ Times Square của thành phố New York ở đây. Ngày hôm nay thời tiết vô cùng đẹp, nhiệt độ ngoài trời là khoảng 17 độ C, mát dễ chịu, và các bạn thấy là không khí náo nhiệt một cách rất là tuyệt vời. Đó. Đang buổi chiều tối thì dọc người càng đổ về đông hơn, và các cái biển bảng quảng cáo càng trở nên rực rỡ hơn. Có một cái lễ hội của người Ấn Độ đang diễn ra ở đây với rất nhiều người tham dự, các bạn thấy không khí đẹp. Đây chính là một điều tuyệt vời của chúng ta, có thể thấy là yêu thế giới hơn và trải nghiệm hơn. Các bạn sẽ sớm có những chuyến du lịch trải nghiệm nước Mỹ cùng gia đình và người dân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình.